mọi người. Đây là 1.000 phần quà với 10 tấn gạo. Thì bây giờ đang là cái này vô trước nè, thì mình sẽ cho những người vô gia cư nha. Những người ổn phải vô gia cư lộn, những người khó khăn. Một phần gì sẽ gồm 10 gói mì, 2 chai nước tương, 1 ký đường. Đây nha. Đây. Toàn bộ cái quá trình đang vô nha. Má chồng mình với nhân viên này nè. Đó, nhiều lắm á. Quá trời luôn nè. Rồi ngày mai là gạo sẽ lên, thì Hương sẽ quay tiếp cái quá trình ha. Mong là với chút tấm lòng nhỏ này có thể gửi tới bà con gần xa trong cái tháng 7 này ha. Đây là nước tương, đường. Đây nha mọi người, cái xe gạo đã tới rồi nha. Đây là 10 tấn gạo. Thì đang đợi mấy cái anh em hỗ trợ vận chuyển á. Đây. Vì là tải lớn cho nên phải đi ban đêm nha. Đây là những cái phần quà mà Hương đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà vì là xe tải lớn á, cho nên là phải đi ban đêm. Nha mọi người. Đây nha, gạo đang được đổ ra để cho mọi người. Thì một phần quà mà khi Hương gửi tới cho mọi người thì sẽ gồm một cái túi này và 10 ký gạo nha. Hương cho là gạo loại ngon nha mọi người. Đây, giờ này là 12 giờ đêm rồi đó. Đây nha, các bạn vẫn đang liên tục sát vô chút này. Tài đẩy sát vô chút không? Đẩy vào nó sát vô chút để cho nó có thêm chỗ. Vẫn đang liên tục nha. Thôi má ngồi chơi đi má. Làm hồi xỉu nữa. Này đêm hôm nha, xe gạo đang lên nè. Đó. Ngày mai là tới ngày lãnh gạo của mọi người rồi. Đây. Giờ này là gần 12 giờ đêm rồi, gạo nhà em vẫn đang lên nha. Đây. Những ai có phiếu thì qua nhận nha mọi người. Gạo chất gần như là muốn phun nhà. Đây đường đi xa quay cho mọi người coi nha. Thương mấy bạn nhân viên đúng mà tội nghiệp ướt áo hết rồi, các bạn thấy không? Khi mà kiểm tra lại nha, những cái bao gạo bể là sẽ được làm lại và cân lại đầy đủ số lượng cho mọi người nha. May lại, chứ không có giao những cái bao gạo gách là sẽ thay hết. Tại vì vận chuyển đường xa đó mọi người, cho nên đôi khi nó sẽ có những cái sơ suất. Nhưng mà bên Hương sẽ cố gắng gọi là chuẩn bị tôm tốt nhất có thể. Bao đẹp ha. Bao này là bên của mình đó hả? Mình luôn, của nhà luôn đó. Chị muốn mình yêu cầu lấy bao này được không? Được chứ, yêu cầu là được thôi. Nhà mà, tên đó mà.
Bao sao? Là nhà. Muốn là có. Rồi mình yêu cầu cái con bé này luôn được không? Được, thì tên quá. Thấy không? Bao này nó chắc hơn hả? Chắc hơn nhưng mà chắc phải sắc tiền đi. Đúng rồi, thêm mấy một hai like vậy đó, theo độ rồi đó. Chứ mình cũng không rành lắm đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái bao này nó hơi mắc tiền hơn. Những màu gạo bể là sẽ được làm để hết, để một cân no đông đếm hoặc đủ đủ rồi cho ấy lên hết. Cho mọi người là những cái màu gạo đàng hoàng nhất nha, không có màu nào bể vỡ gì hết. Thiếu gạo là sẽ bù cho mọi người luôn nha. Đây cho thêm chút xíu đây, một bao gạo bằng đi. Chỗ mình mua gạo khá là có tâm. Đây nha, chắc chắn là ngày mai bà con sẽ rất là vui. Đó, nghẹt nhà luôn. Rồi bây giờ là phải đậu xe ở ngoài trước. Thì ngày mai là có cái giờ lãnh trên phiếu đó. Những ai mà đã có phiếu rồi thì nhớ cái giờ lãnh nha. Rồi bây giờ bầu đi ngủ đây, đuối lắm rồi, gần 1 giờ sáng. Ủa,